thân mến, nấm là một món ăn cung cấp chất đạm chính trong các món ăn chay. Hôm nay trong chương trình Món Chay, tôi xin hướng dẫn các bạn làm một món xào đơn giản nhưng rất là hấp dẫn là chúng ta sử dụng 3 loại nấm. Đấy là món nấm xào tam vị. Để thực hiện được món nấm xào tam vị, các bạn chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau. 100g nấm bào ngư, 50g nấm đông cô, một hộp nấm mỡ, cà rốt tỉa hoa, gừng, lá rau húng quế. Gia vị đi kèm sẽ gồm hạt nêm, đường, nước mắm, nước tương và chuẩn bị một ít boro cắt mỏng. Đối với nấm bào ngư là loại nấm phổ biến bây giờ cho những người ăn chay thì các bạn thấy rằng mình mua rất là dễ. Tuy nhiên, tôi cũng có một lời khuyên nhỏ là các bạn nên chọn những cái nấm bào ngư dày và có màu nâu sẽ ngon hơn là nấm bào ngư trắng. Vì nấm bào ngư trắng đơn thuần chỉ hay dùng nấu súp. Bởi vì các bạn xào thì nấm sẽ ra nước và rất là nhạt. Khi có nấm bào ngư thì các bạn nên chọn những cái tai nấm nó dày thế này. Và cái thân nấm cũng có vẻ tròn trịa và chắc. Chúng ta cũng không cần phải mua những cái nấm bào ngư có cái tai nấm quá lớn. Chúng ta chỉ chọn loại trung bình thế này hoặc nhỏ hơn cũng được. Rửa sạch và để ráo. Nấm đông cô các bạn sẽ ngâm mềm, vắt ráo nước và dùng dao tỉa hoa. Tức là các bạn khứa những cái đường rãnh ở trên cái mặt nấm như thế vậy. Riêng đối với lại nấm mỡ còn khá lạ lẫm với người Việt Nam. Trước đây thì ở Việt Nam không có loại nấm này. Sau này thì ở Đà Lạt trồng rất là nhiều và chúng ta có thể mua ở các chợ lớn một chút, thí dụ như chợ Bến Thành, vào các hàng bán nấm thì có sẵn sàng, chúng ta cứ gọi là nấm mỡ. Trong trường hợp chúng ta không mua được ở chợ thì các bạn có thể mua ở siêu thị và loại nấm này người ta sẽ đóng vào trong lon. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của cái nấm nó như thế này. Tức là khi chụp hình ở trên cái lon đó thì các bạn sẽ nhìn thấy người ta sẽ ngửa cái nấm lên và các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái vành nấm. Đây là chân nấm. Thì nấm này gọi là nấm mỡ. Cũng có người gọi là nấm mũ, tại vì cái phần mũ nấm này nó rất rõ. Với nấm mỡ, nếu trong trường hợp nó to quá, nếu nó nhỏ hơn thì chúng ta để nguyên. Trong trường hợp to như thế này thì chúng ta sẽ cắt đôi. Các bạn nhìn thấy, cắt đôi thì cái nấm rất là đẹp. Đây, tôi sẽ cắt đôi phần nấm này. Trong đĩa là những miếng cà rốt đã được tỉa hoa và chúng ta cần đi kèm với lại một ít gừng. Thì phần gừng này các bạn cũng có thể dùng khuôn để nhấn rồi chúng ta cắt mỏng. Thì miếng gừng nó sẽ đẹp hơn là chúng ta cắt mỏng bình thường. Riêng đối với lại lá quế thì chúng ta sẽ không cắt nhỏ mà các bạn sẽ chỉ ngắt lấy lá thôi. Sau khi đã có tất cả các nguyên vật liệu chuẩn bị thế này, chúng ta đi vào phần xào. Trước hết chúng ta xào bo rô cho thơm. Lần lượt sẽ cho cả 3 loại nấm vào đảo đều. Sau khi cho nấm, các bạn sẽ cho cà rốt. Bây giờ thì sẽ tắt bếp và cho gia vị. Gia vị sẽ gồm hạt nêm, một ít đường, nước mắm, và dầu hào. Trước khi bật lửa thì các bạn sẽ đảo để cho hỗn hợp gia vị này bám đều vào trong nguyên vật liệu này đã. Bây giờ chúng ta sẽ phải mở lửa cho thật lớn.
cuối cùng sẽ cho gừng và lá quế. Khi cho gừng và lá quế là chúng ta tắt ngay bếp, bởi vì gừng ăn sống được và lá quế nếu các bạn xào kỹ thì sẽ không ngon. Các bạn thân mến, đây là một món xào giàu chất dinh dưỡng, làm rất là nhanh. Và các bạn có thể, nếu các bạn không thích xào thì các bạn có thể làm một cái món kho hỗn hợp gồm có 3 loại nấm này. Sở dĩ tôi gọi đây là món nấm xào tam vị, vị đây không phải là gia vị mà vị ở đây là 3 vị đặc trưng của nấm. Nấm bào ngư thì có vị ngọt, nấm đông cô thì có vị thơm và nấm mỡ thì có vị béo. 3 vị này hòa quyện với nhau trong một đĩa xào rất là hấp dẫn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.